phụ tùng ô tô VinFast hôm nay xin giới thiệu các bạn cụm công tắc nâng kính tổng sử dụng cho Hyundai i10, hàng xịn chính hãng của Hyundai. Cụm công tắc nâng kính tổng chính hãng của Hyundai Ấn Độ cung cấp bởi phụ tùng ô tô VinFast. Cụm công tắc nâng kính tổng này lắp đặt ở vị trí cánh cửa ở trước trái các bạn nhé, trước trái của i10.